Xin chào tất cả các bạn, mình là Tài đây. Chào mừng các bạn đến với kênh BetMe. Thì hiện tại là bên mình đã dời về địa chỉ ở bên Thủ Đức. Bên Thủ Đức này mình cũng có rất là nhiều loài chim vẹt. Thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loài vẹt với màu sắc sặc sỡ. Một trong những loài vẹt có nhiều màu sắc nhất là dòng vẹt của Lori. Thì hiện tại là bên shop mình á, là đang có các bé Lori như là Rainbow Lori hoặc là Red Lori. Thì hôm nay là mình giới thiệu cho các bạn bé vẹt Rainbow Lori. Rainbow có nghĩa là cầu vồng nha. Tại sao bé vẹt này có tên là vẹt cầu vồng thì các bạn cũng có thể thấy được là bé vẹt Rainbow Lori này màu sắc rất là sặc sỡ, nhiều màu khác nhau, như là trên đầu của các bé đây là có màu xanh tím, ở dưới cổ các bé là màu vàng nha. Còn màu chủ đạo là màu xanh lá cây ở trên cánh của các bạn. Và đặc biệt là phần ức của bạn Rainbow Lori này là màu đỏ cam, rất là tươi nha. Đó là lý do bạn vẹt này có tên là vẹt Rainbow, là vẹt cầu vồng. Thì Rainbow là một trong những giống vẹt mà có màu sắc, nhiều màu sắc nhất và sặc sỡ nhất trong các loài vẹt. Tại vì đa phần các bạn cũng đã biết rồi, loài vẹt nó chỉ có khoảng 2-3 màu thôi. Ví dụ như màu xanh dương, màu đỏ, màu xanh lá cây, chứ nó không có nhiều màu pha trộn như cái dòng vẹt này. Thì cái giống Rainbow này tính cách của các bé như thế nào nè? Tính cách của các bé rất là tăng động, rất là vui vẻ, lấu cá nha. Một số khách hàng của bên BetMe á cũng đã feedback là khi mà khách hàng mà nuôi một thời gian dài thì bé sẽ thân thiện chơi với khách hàng, nhưng mà bé đặc biệt ghen tị với tất cả các loài vật khác, chỉ thích chủ nhân dành sự âu yếm dành cho bé thôi. Đó, thì loài Lori này là có đặc điểm gì nổi bật nè? Loài vẹt Lori các bé học làm trò rất là nhanh. Ví dụ như các bạn có thể dạy các bé những cái trò giống như là xoay tròn, bắt tay, giơ tay chào. Các bé học trong vòng khoảng 4-5 ngày là các bé có thể là làm được một trò đó, so với một số dòng vẹt khác có thể học khoảng 1 tuần hơn. Đó, bé vẹt Rainbow Lori các bạn thấy rất là thông minh. Chiều dài của bé này, các bạn thấy là chiều dài của bé vẹt này tầm khoảng là 25-30cm. Tính từ đầu đến đuôi, trọng lượng của một bé tầm khoảng là 80g-100g nha. Thì các bạn thấy đó, cái sự tăng động của Lori á, các bé này không bao giờ đứng yên một chỗ đâu, cũng sẽ đi tìm tòi đồ chơi nghịch ngợm, quậy phá này kia. Thì các bạn có thể thấy với một cái thân hình như vậy mà lúc nào cũng hoạt động thì bé vẹt Rainbow Lori này cần cái lượng thức ăn như thế nào? Các loài Rainbow Lori thích ăn những loại thức ăn mà có nhiều năng lượng, có lượng đường nhiều. Ví dụ như các loại đu đủ nè, thanh long là các loại trái cây mềm, hoặc là các loại mật ngọt giống như là mật ong hay là các loại mật hoa. Đó, các bạn thấy bé Rainbow Lori này có đẹp không nè? Thì xuất xứ của dòng Rainbow Lori là các bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở các quốc gia giống như là châu Úc, tại vì bé có xuất xứ từ châu Úc. Loài Rainbow Lori này hiện tại bé trên tay của mình đây, độ tuổi của bé mới tầm khoảng 4-5 tháng tuổi thôi. Ở độ tuổi này là các bé đã dứt bột rồi, không cần phải ăn bột như các dòng vẹt nhỏ nữa. Các bé đã tự ăn các loại trái cây mềm, các bé cũng có thể gặm bắp được. Và các bạn sẽ có câu hỏi là loài Rainbow Lori này hoặc là các dòng vẹt nói chung thì cái sức đề kháng có dễ nuôi không, có hay bị bệnh này kia không? Thì khi mà BetMe nuôi các bé vẹt, BetMe đã ngừa các bệnh rất là đầy đủ. Ví dụ như là các bệnh về cảm cúm, tiêu chảy, dịch tả, cầu trùng, Newcastle, vân vân, rất là nhiều loại bệnh. Và không gian của BetMe cũng rất là đảm bảo sức khỏe cho các bạn, từ môi trường không khí rất là thoáng nha, và phải vệ sinh tẩy trùng toàn bộ phòng của bên BetMe mỗi tuần là đến 2 lần lận nha. Còn về thuốc ngừa bệnh là mình sẽ cho các bạn theo quy trình ngừa bệnh của tháng. Nhưng mà khi mà các bạn có đón bé vẹt này về nhà rồi thì việc chăm sóc một bé vẹt ở nhà cũng khá là đơn giản. Thì các bạn sẽ theo những cái quy trình của BetMe hướng dẫn cho các bạn là cho ăn một ngày chỉ cần cho ăn từ 2-3 lần thôi, vệ sinh chuồng trại và chén ăn chén uống bằng các loại xà bông rửa chén của mình, như vậy là đã sạch sẽ, đã đảm bảo rồi. Rồi, chúc các bạn có nhiều thông tin về các dòng vẹt, các bạn có thể là ghé tham quan quán cà phê BetMe hoặc là có thể lên website của BetMe để tham quan về các loài vẹt cũng được. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những loài vẹt khác.